Anh có thể giới thiệu về sản phẩm cái bếp cồn của bên mình được không anh? Cái bếp cồn này thì nó thứ nhất là nó là inox 304. Inox 304. Hai nữa là nó được nhập khuôn chắc chắn. Nhập khuôn chắc chắn. Đặc biệt là cái đây là nó sẽ không bị kẹt. Đúng rồi, inox dày. Inox dày. Vâng. Anh có thể lật ngược lại cho em xem không? Đúng đây. Chắc chắn, rất chắc chắn. Đây là rất chắc chắn. Là nó thứ nhất là đi đặt, đó là uốn cộng của nó, máy cộng. Vâng. Còn cái đây thì để giặt và giặt nguội hết. Còn cái này mình có bán lẻ không anh? Cái này thì mình sản phẩm này thì mình chỉ bán 10 cái, cái số lượng 10 cái. À, bán tặng kèm đúng không? Đúng rồi. Ví dụ cứ lấy là 2-5 cái thùng cồn là sẽ tặng một cái bếp. Thì cái này thì lực chiều của nó là từ 60 kg. À, lực 60 kg. Cho nên mình một thùng cồn như vậy là 60 viên. Thùng cồn 60 viên. Cồn 60 viên. Một viên là cháy hơn nửa tiếng. Một viên cháy hơn nửa tiếng. Và đặc biệt là không cay mắt. Không cay mắt. Và mình bên nhà bán siêu chịu trách nhiệm, nếu cây mắt sẽ đổi cỏ hoàn toàn hành cho mình. Cho dù là bao nhiêu tháng, 5 tháng cũng được. Đây nha các bạn nhé, khi mà mua 5 thùng cồn là sẽ được tặng một cái bếp này. Bếp siêu hot. Anh thử đặt cái miếng kia vào thử, đặt thử. Đây, cái cồn nó nằm đây. À, nó sẽ lọc ẩm ở đây. Đúng rồi. Rồi, kẹp này lại. Đúng rồi. Kẹp lại để cho cháy to cháy nhỏ đấy. Đúng rồi, cháy to cháy nhỏ. Đây, tư điều chỉnh. Rất chắc chắn đấy các bạn nhé. Thank you.